Hello, xin chào tất cả anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Đã hơn một tuần rồi, anh em mình mới lại bắt đầu được gặp nhau để tiếp tục cái câu chuyện về những chai nước hoa đó. Và trong cái chủ đề của video ngày hôm nay thì anh em mình sẽ nói chuyện về một chai nước hoa của nhà Salvatore Ferragamo mà nó có tên là Intense Leather. Mình thì không có chai full, mình chỉ có chai mini của nó thôi. Nhưng mà cũng nói chung là cũng là đủ để có thể chia sẻ về mùi hương của nó như thế nào, dịp dùng của nó ra làm sao, nó hợp với độ tuổi nào và có đáng mua hay không. Đó, thì đấy là cái câu chuyện của video ngày hôm nay. Và anh em mình hãy ngồi relax, thư giãn và let's go. Trước tiên chúng ta cùng nói qua một chút về nhà nước hoa Salvatore Ferragamo. Ở thị trường Việt Nam thì chúng ta thường mình thấy rằng có hai chai nước hoa có thể gọi là tiêu biểu khi mà nhắc đến nhà nước hoa này. Chai nước hoa đầu tiên đó là Salvatore Ferragamo F Black, một tông mùi hương của táo, của một chút oải hương, tạo nên một cái mùi hương mà khi mà chúng ta xịt chúng ta sẽ có một cái sự liên tưởng đến với có thể là Chanel Allure Sport hoặc là L'Andelome. Đó, một cái tông mùi kiểu như thế rất là đáng giá từng xu. F Black luôn luôn được đánh giá là best cheap fragrance, một trong những chai nước hoa giá rẻ chất lượng cao từ trước đến nay. Và chai nước hoa thứ hai mình không biết là mình cất ở đâu rồi nhưng tìm mãi chả thấy, đó là Uomo Signature, mà một cái mùi hương mà mình luôn đánh giá là rất là ngon, rất là đáng giá tiền và một hidden gem, một viên ngọc ẩn trong hàng vô số những cái chai nước hoa gọi là rất là không đáng để sở hữu trên thị trường. Thì Uomo Signature nó đảm bảo được cái mức giá về độ hiệu, về độ hay của mùi hương đó. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về tiếp theo một sản phẩm của nhà nước hoa này, đó là Intense Leather. Khi mà mình đọc cái tên Intense Leather thì mình có một cái cảm giác ngay, đó là có thể đoán đây là một mùi hương giao thuộc rất là dữ dội, rất là gay gắt, có thể giống như kiểu nặng đòn như kiểu là Tuscan Leather hoặc là những cái chai nước hoa gia thuộc mà có thể thêm nhang gì đấy, những cái nốt mùi Trung Đông để làm đậm đà mùi. Thì cái tên chai nước hoa này đó là mình liên tưởng đến cái tông mùi như thế. Thế nhưng thực tế thì không phải là như vậy. Khi mà nói về mùi hương của chai nước hoa này thì cá nhân mình khi mà mình mới phèm ra tay, cái open note của nó, cái cảm nhận ban đầu của nó về sản phẩm này, nó làm mình liên tưởng đến một số những cái chai theo cái tông mùi blue, thuộc nhóm hương blue. Nhóm hương blue thường có những đặc điểm nổi bật, đó là dễ ngửi, dễ sử dụng, dễ gây nịnh mũi và rất là đa dụng. Thì ví dụ như ở đây chúng ta có thể thấy đó là Versace Dylan Blue hoặc Paco Rabanne Invictus. Nó rất dễ gây ấn tượng cho với những ai lần đầu tiên được ngửi đó. Và Intense Leather đối với mình, tất nhiên thì ở đây chai nước hoa nó không phải theo nhóm hương blue, thế nhưng khi mà mình bam ra thì nó làm mình liên tưởng đến những cái chai nước hoa thuộc nhóm hương này, bởi vì đó là sự kết hợp của một chút của tiêu đó, và đặc biệt đó là cây xô thơm. Mình không biết là với các anh em khác đã từng xì chai nước hoa này thì chúng ta cảm nhận mùi hương nốt là như thế nào, nhưng đối với mình đó là cây xô thơm và một chút cay nồng của tiêu, nó tạo nên một cái mùi hương có thể gọi là rất là dễ chịu đó, dễ ngửi, dễ chịu và nịnh mũi. Nó không phải là một cái tấm da thuộc gọi là khô thô ráp giống như những quý ông trong giới quý tộc, mà ở đây nó là một cái gì đấy rất là nhẹ nhàng, rất là thơm, rất là nịnh mũi của tiêu và của cây xô thơm. Tiếp theo đó khoảng tầm 15-20 phút gì đấy thì đến lúc này bắt đầu da thuộc nổi lên. Tuy nhiên ở chai nước hoa này nó theo một cái thiên hướng giống như kiểu là, đối với mình thì mình cảm nhận nó giống như kiểu là một tấm da thơm nhẹ nhàng đó. Nó không còn cái vẻ thô ráp, nó không còn có vẻ gai góc giống như chúng ta thường được ngửi những cái chai nước hoa sử dụng nốt hương da thuộc, mà ở chai nước hoa này một cái gì đấy rất là aromatic, hương thơm ngát. Nó vẫn là da thuộc, thế nhưng nó có thiên hướng về aromatic chứ không phải là một cái mùi hương nặng đòn về da thuộc đó. Nói chung là chai nước hoa này để mà nói về biến chuyển mùi hương nó không quá nhiều. Mình thì khi mà mình từ lúc đầu thì mình thấy rằng có tiêu, có cây xô thơm đó, một cái dạng kiểu một cái combo mùi rất là nịnh mũi và dễ ngửi, và sau đó thì có thêm cái nốt da thuộc. Tuy nhiên da thuộc ở đây nó vẫn
cân bằng với những cái nốt hương thơm ngát kia, chứ không phải là nó đè lên hẳn, mà ở đây da thuộc nó cân bằng với những cái hương thơm nhẹ nhàng kia. Và cuối cùng dry down, nó tạo nên một cái tông mùi da thuộc không hẳn là hoàn toàn 100 thuần mùi da thuộc, mà là một mùi hương giống như kiểu, đối với cá nhân mình đó là mùi hương da thuộc thơm ngát đó, một dạng kiểu như thế. Về dịp dùng thì mình cho rằng đây là một chai nước hoa rất là phù hợp sử dụng trong thu đông, đặc biệt là những ngày mùa thu và mùa đông không quá lạnh. Mình không cho rằng chai nước hoa này những ngày lạnh buốt ấy, ví dụ tầm từ khoảng 15 độ đó, đại loại tầm đấy, thì chai nước hoa này là phù hợp. Chỉ nên gọi là lạnh vừa thì ok, còn nếu mà lạnh quá thì mùi hương này mình cho rằng là hơi yếu. Ở đó, còn lại thì tầm mùa thu và những ngày đông mà không quá lạnh thì Salvatore Ferragamo Intense Leather rất là phù hợp. Nó phù hợp sử dụng trong đi làm, trong đi cà phê, trong đi gặp gỡ những cái dịp mà gọi là bình thường ấy, nhẹ nhàng lịch sự trong một không gian hẹp. Đó thì các anh em hoàn toàn có thể sử dụng chai nước hoa này. Còn lại nếu như mà chúng ta muốn một cái mùi hương mà có thể gây ấn tượng trong một cái không gian rộng, cái thứ hai đó là đi party, đi karaoke, bất kỳ một cái dịp gì đấy để mà xõa, mà chúng ta muốn một cái mùi hương để mà gây ấn tượng, một cái mùi hương để mà nó tạo nên một cái cá tính, thì chai nước hoa này không phải là như vậy. Nó, mình cho rằng nó chỉ phù hợp trong ví dụ như đi hàng ngày, đi làm hàng ngày, đi gặp gỡ hàng ngày trong một không gian hẹp cũng được, nhưng nó ở mức gọi là bình thường, chứ không phải là một chai nước hoa để mà ghi điểm trong những cái dịp mà cần phải thể hiện cái tôi của mình. Đó, thì đấy là về thời điểm dùng cho chai nước hoa này. Về độ tuổi thì mình cho rằng tầm từ 25 cho đến khoảng tầm 35 đó, trong cái độ dung size đấy thì sử dụng chai nước hoa này rất là hợp. Các anh em tuổi teen nếu mà muốn sử dụng chai nước hoa này thì mình cho rằng không quá hợp lý, bởi vì mình nghĩ rằng sẽ là hơi già. Đó, tuổi teen thì chúng ta nên sử dụng một cái mùi hương nó vừa phải trẻ trung, nó vừa phải năng động. Tất nhiên thì nó vẫn có lịch sự, tuy nhiên nó cũng phải có một cái gì đấy nó năng động, nó sexy, ví dụ như là The Most Wanted hoặc là Paco Rabanne. Đó, trong video trước mình đã nói thì hai chai nước hoa này nó sẽ đảm bảo những cái yếu tố mà một anh chàng teen boy đã cần phải có. Hoặc nếu như anh em nào mà đã tầm khoảng 35 ấy, thì chúng ta sẽ cần những cái mùi hương mà nó đĩnh đạc hơn, nó gentleman hơn. Còn chai nước hoa này thì mình cho rằng ở tầm từ khoảng 25 cho đến khoảng 35 đấy, trong độ tuổi đấy thì sử dụng chai nước hoa này là ok. Về hiệu năng mùi thì mình đánh giá chai nước hoa này khá là cao. Trên da của mình thì nó có một cái độ bám mùi tầm khoảng 7 đến 8 giờ hoặc là hơn. Đó, bởi vì khi mà mình xịt thì khi mà mình chấm xong rồi mình đi ra ngoài, mình đi thì đến sau khoảng 7 đến 8 giờ thì hiệu năng mùi của nó cũng rất là tốt. Thì đấy cũng là một cái điểm cộng cho chai nước hoa này. Tổng kết lại, có nên sở hữu chai nước hoa Salvatore Ferragamo Intense Leather hay không? Có hai cái mà chúng ta cần nên lưu ý. Điều đầu tiên, đây không phải là một chai nước hoa thuần mùi da thuộc, mà ở đây như mình đã nói, cái cảm nhận theo cái quan điểm của mình, nó một dạng kiểu thiên hướng aromatic kết hợp cùng với hương da thuộc. Cho nên đây là chai nước hoa mà một cái gì đấy nó hương thơm, thơm ngát, hương da thuộc, nhưng mà nó dạng kiểu thơm ngát, dễ ngửi, chứ không phải là một kiểu combo nặng đòn mùi da thuộc giống như cái tên của nó Intense Leather thì là không phải. Cho nên nếu như anh em nào mà có ý định tìm một cái mùi hương mà thuần mùi da thuộc thì đây không phải là một sự lựa chọn tốt cho các anh em. Nếu không muốn nói là fail, là toạch, là toang. Đó. Còn lại nếu như anh em nào mà chúng ta thích cái mùi hương da thuộc và chúng ta muốn một cái gì đấy nó mềm mại, nó vừa đủ thôi, một cái mùi da thuộc nhưng nó vừa đủ, đó, nó nhẹ nhàng, thì Intense Leather lại là một cái sự lựa chọn rất là thú vị. Đó, mình không nói nó là đáng tiền. Thực sự chai nước hoa này nó rất là thế nào nhỉ? Để mà thể hiện cái tôi của mình thì nó không được rõ ràng cho lắm. Nó một dạng kiểu như dùng daily, dùng hàng ngày trong ngày mùa lạnh thì là ổn. Đó, thì nếu như anh em nào muốn một cái mùi hương da thuộc ở cái mức độ nhẹ nhàng vừa đủ thì Intense Leather sẽ là một trong những cái sự gợi ý cho các anh em. Không thể gọi là đáng mua, mà sẽ chỉ là một gợi ý cho các anh em mà thôi. Đó, thì đấy là cái cảm nhận của mình về Salvatore Ferragamo Intense Leather. Tất nhiên với cái mức giá của nó thì đây cũng là một cái chai nước hoa thú vị để mà các anh em nên trải nghiệm. Còn để mà đáng mua thì
Cái đấy là tùy các anh em mà thôi. Đó, đấy cái kết luận của mình về chai nước hoa của nhà Sanbrotherie Ferragamo. Video của mình đến đây là hết, rất hy vọng các anh em cảm thấy video này, hãy like và share nếu như mọi người thấy thú vị, và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Ok, bye bye.